Khi theo dõi câu chuyện này thì quý vị cũng đừng vội nghĩ rằng là do nước nào có nhiều vaccine hay không. Mà quý vị cũng phải nhìn thấy trước đó các quốc gia như thế này họ đã phải trải qua rất nhiều những nỗ lực khác nhau. Như là tại Anh để có thể đạt được đến độ phủ vaccine cao như thế này thì họ cũng đã phải trải qua một quá trình truyền thông cũng như là kéo dài giữa chính phủ và người dân về việc đạt được sự đồng thuận là tiêm vaccine là tốt cho mọi người. À, câu chuyện này thì cũng xảy ra tương tự ở tại Mỹ khi mà có rất nhiều những ý và có rất nhiều những tư duy cũng như là lối sống khác nhau ở một đất nước được cho là tự do đặt lên hàng đầu. Có những người thì họ cho rằng là không nhất thiết để phải tiêm vaccine vào người, à, bởi vì chúng ta sẽ có thể sinh ra những kháng thể tự nhiên và tự nhiên tiêm vaccine vào lại sinh ra bệnh thêm. Và trước những cái khó khăn, những vướng mắc trong việc đạt được độ phủ cao ở tại Mỹ, thì số ca mắc mới Covid-19 cứ tăng lên từng ngày và chủ yếu là do biến chủng Delta đang gia đang gia tăng nhanh chóng ở nước Mỹ chính vì thế cho nên các quy định về tiêm phòng ngừa covid-19 đang được tăng cường ở các khu vực công và tư và vào ngày mùng 8 tháng 8 người đứng đầu hiệp hội giáo viên Mỹ khẳng định việc tiêm vaccine để ngừa covid-19 phải là yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên tại Mỹ để có thể bảo vệ các em học sinh vốn chưa đến tuổi được tiêm phòng. Trước đó thì Viện Sức khỏe của Hoa Kỳ cho biết không chỉ số trẻ em nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng, số trẻ bị bệnh nặng phải nhập viện cũng nhiều hơn so với trước đây và biến thể Delta là nguyên nhân chính. Theo Đài CNN quan điểm cho rằng trẻ em không bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 đang dần trở nên không còn đúng, một phần do sự xuất hiện của biến thể virus Delta dễ lây và độc lực cao, theo Viện Nhi khoa Hoa Kỳ. Chỉ trong một tuần từ 22 đến 29 tháng 7, có đến 71.726 trường hợp trẻ em mắc COVID-19 mới được ghi nhận, tăng 84% so với tuần trước đó. Còn theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Mỹ, trong giai đoạn 7 ngày tính đến ngày 3 tháng 8, cứ mỗi ngày trôi qua trung bình có 192 trẻ em tuổi từ 0 đến 17 phải nhập viện trên khắp nước Mỹ, tăng 45,7% so với tuần trước đó. Tình hình càng khẩn cấp khi năm học mới ở Mỹ sắp bắt đầu. Hiện 90% giáo viên đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, nhưng tình hình đã thay đổi. Việc trẻ em dưới 12 tuổi không thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 khiến tôi thực sự lo lắng. Ở góc độ lương tâm cá nhân, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với nhà trường trong vấn đề tiêm chủng bắt buộc. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y khoa của Tổng thống Joe Biden đồng quan điểm và cho rằng cách tốt nhất để bảo vệ trẻ em là tiêm chủng cho tất cả những người xung quanh chúng, bất kể là ai, từ giáo viên, nhân viên trường học, phụ huynh, vân vân. Mỹ hiện có khoảng 90 triệu người lớn chưa tiêm vaccine, trong khi trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chỉ định tiêm.